Bộ trưởng Bộ Y tế tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca COVID-19 sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Bộ Y tế nhận định dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước, số ca mắc mới, chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca nhiễm sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron. Số ca COVID-19 mắc mới, chuyển nặng và tử vong có xu hướng giảm. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, trong năm ngày nghỉ Tết từ ngày 29 tháng 1 đến mùng 2 tháng 2 năm 2022, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc Covid-19 và 100 ca tử vong thấp hơn so với tuần trước đó, mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca tử vong. So với tuần trước, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng nguy kịch giảm 22,4%. Bộ Y tế nhận định dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước công tác phòng chống dịch từng bước đạt những kết quả khả quan số ca mắc mới số chuyển nặng tử vong có xu hướng giảm các hoạt động giao thương đi lại của người dân trong dịp tết cơ bản diễn ra thuận lợi đây là dấu hiệu tích cực với công tác kiểm soát phòng chống dịch trong thời gian tới tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phục hồi mạnh mẽ theo bộ trưởng bộ y tế việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp tết lây lan dịch bệnh trong cộng đồng kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cảnh báo nếu không kiểm soát, số mắc tăng quá mức, sẽ tăng ca nặng, gây quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Tiếp tục giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, cập nhật, tổ chức triển khai các hướng dẫn phòng, chống dịch, chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. Các dịch bệnh khác đang được kiểm soát tốt, không ghi nhận các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bệnh do liên cầu lợn không ghi nhận các trường hợp mắc MCOV, cúm A, H7N9, cúm A, H5N1, cúm A, H5N6, bài liệt. Năm ngày thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, 30 tỉnh, Thành đã tiêm 782.000 liều vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trong năm ngày nghỉ Tết, từ ngày 29 tháng 1 đến mùng 2 tháng 2 năm 2022, cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, đã tiêm chủng được hơn 782.000 liều tại 30 tỉnh, thành phố trong đó có 92.689 liều mũi 2, 339.512 liều bổ sung và 311.221 liều mũi 3, liều nhắc lại. Một số địa phương có số liều tiêm chủng cao trong dịp Tết gồm Thái Bình 102.218 liều, Hưng Yên 78.688 Phú Yên 68.444, Hà Nội 55.306, Phú Thọ 51.578, Bình Thuận 41.235, Gia Lai 35.851, Quảng Nam 35.851, Lâm Đồng 24.765, Long An 22.169. Bộ Y tế cho biết tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc. Mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2022. Ra soát, tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, bảo đảm an toàn tiêm chủng. Các ý kiến tại cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ trong năm mới nhâm dần do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì chiều ngày mùng 3 tháng 2, tức mùng 3 Tết nguyên đáng nhận định trong dịp Tết, các ca nhiễm, chuyển bệnh nặng và tử vong có xu hướng giảm có thể là dấu hiệu tích cực đối với công tác kiểm soát, phòng, chống dịch trong thời gian tới, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế, xã hội tiếp tục có bước phục hồi mạnh mẽ. Công tác khám chữa bệnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thái bình các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé